Thưa quý vị, những năm qua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã thu hút đông đảo công nhân viên chức và người lao động tham gia. Từ các phong trào đã có nhiều mô hình sáng kiến giải pháp sản xuất được ứng dụng hiệu quả trong thực tế, qua đó làm lợi cho các doanh nghiệp cơ quan nhiều tỷ đồng. Không chỉ mang lại giá trị về kinh tế mà thông qua phong trào, người lao động còn phát huy được trí tuệ, khẳng định năng lực bản thân, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Và câu chuyện tại công ty trách nhiệm hữu hạn và Dũng Tàu là một ví dụ. Trước đây, để chuẩn bị cho công đoạn hàn tự động thân vỏ tàu, các công nhân tổ chế tạo vỏ tàu của công ty trách nhiệm hữu hạn và Vũng Tàu phải sử dụng phương pháp thủ công là dùng đá mài. Cách làm này khiến bề mặt tôm dễ bị rầy xước, dẫn đến mối hàn không đẹp và gây nguy cơ lõi khuyết tật hàn. Sau quá trình nghiên cứu mày mò, anh Lê Đình Thao đã cải tiến máy mài sạch sỉ hàn và máy thổi sạch sỉ và bụi, giúp cho đường hàn tự động thẩm mỹ hơn và khắc phục được tình trạng khuyết tật khi hàn và tiết kiệm được vật tư. Sau khi áp dụng hai loại máy này vào thực tế đã giúp công ty làm lợi khoảng 200 triệu đồng mỗi năm, đồng thời giảm nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động trực tiếp. Ngày trước là chưa có cái đấy thì mình phải ngồi nó sẽ đau lưng, và bây giờ có cái can kiến đấy, bây giờ mình thì đứng thao tác đứng mình làm á, nó thuận tiện hơn rất nhiều và nó nhàn cho anh em công nhân nhiều. Nói chung là hiệu quả là gấp mấy lần nhiều. Bên mình cuối năm là có những cái xếp loại để tăng lương, tăng thưởng cho anh em, nên là đó là những cái động lực rất là tốt. Thực sự ra là mình càng có những cái gì đó được cấp trên ghi nhận thì mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Mình sẽ mong muốn là mình làm việc và sẽ tìm hiểu để có nhiều những cái đề xuất, những cái cải tiến tốt hơn nữa cho công ty, cho anh em. Trong quá trình công tác, anh Nguyễn Thành Đạt, trưởng nhóm kỹ sư vỏ, nhận thấy khâu nâng chuyển vật nặng tại nhà máy chỉ áp dụng cho bát cầu thép, một thiết bị quan trọng dùng để cẩu các vật nặng. Còn đối với những vật liệu khác thì không có cơ sở, công cụ tính toán đánh giá độ an toàn. Do đó, kỹ sư Đạt đã nghiên cứu bản tính đánh giá toàn bộ độ bền của bát cầu, cũng như liên kết hàng xung quanh khu vực vị trí đặt bát cầu trong quá trình nâng vật nặng. Sáng kiến này không chỉ giúp công ty VAP Vũng Tàu khắc phục được tình trạng mất an toàn trong khâu vận chuyển vật nặng, mà còn làm lợi khoảng 170 triệu đồng mỗi năm. Với cái phong trào đấy thì hầu như là đều khuyến khích và khích lệ các cái nhân viên là tự thể hiện bản thân mình và không bị động và là luôn tích cực trong lao động và tạo ra những các cái sáng kiến có lợi cho công ty và cũng như có lợi cho chính bản thân của người sáng kiến ra. Từ khi phát động phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn và Vũng Tàu đã thu hút đông đảo người lao động công ty tham gia. Từ năm 2018 đến nay, trong số 176 sáng kiến người lao động đề xuất, công ty đã duyệt áp dụng gần 150 sáng kiến, tổ chức trao giải 26 sáng kiến đã làm lợi cho công ty gần 4 tỷ đồng. Điều đặc biệt đối với cái lợi ích lớn nhất từ cái chương trình này của với công ty đấy là các bà đã thực hiện rất là tốt những cái giá trị cốt lõi của công ty, để không chỉ là khuyến khích cái tinh thần đem lại cái giá trị kinh tế cho công ty mà còn khuyến khích tinh thần sáng tạo, đóng góp ý kiến trong cộng đồng tất cả các cái nhân viên của công ty, và đấy là cái lợi ích lâu dài đối với công ty của tôi. Thì về phía công đoàn thì cũng là một cái cầu nối để giúp những cái sáng kiến đó được công nhận. Còn về phía công ty thì cũng có được những cái gọi là buổi vinh danh ấy, hay là vinh danh hay là xét thưởng ấy, và những người mà được khen thưởng đó thì cũng rất là cảm thấy vinh dự và tự hào, và đó cũng là một cách để mà khích lệ những người khác có những cái ý tưởng sáng tạo. Những đề tài sáng kiến của người lao động không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn khẳng định tiềm năng trí tuệ và sức sáng tạo vô cùng của người lao động. Với những đóng góp của mình, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn và Vũng Tàu đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua năm 2020. 4 lao động của công ty cũng đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng sáng tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.